kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 8, phép nhân, phép chia, bài 45, luyện tập trung. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 27, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô cho chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: tìm phép nhân thích hợp. Ở bên phía tay trái của chúng ta đó là các mô hình, còn ở bên phía tay phải là các phép tính nhân. Ở mô hình đầu tiên, chúng ta quan sát thấy đó là hình ảnh những quả táo được đặt vào những chiếc đĩa và trên mỗi chiếc đĩa đều có mỗi đĩa có 3 quả táo. Vậy chúng ta sẽ có phép nhân thích hợp đó là một đĩa có 3 quả táo, chúng ta lấy 3 nhân với số đĩa ở đây là 5 đĩa, tức là 3 x 5 bằng 15. Chúng ta sẽ nối với phép tính nhân thích hợp đó là 3 x 5 bằng 15. Tương tự như vậy, các mô hình còn lại, các em hãy tìm phép tính nhân thích hợp cho mô hình đó và nối vào phép nhân thích hợp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở mô hình thứ hai, chúng ta quan sát thấy mỗi đĩa gồm có 4 quả táo và có 3 đĩa như nhau. Chúng ta sẽ có phép tính đó là 4 nhân 3. Ở đây ta nối với phép tính 4 x 3 bằng 12 là phép tính nhân thích hợp với mô hình thứ hai đấy. Tiếp tục ở mô hình thứ ba, chúng ta thấy số quả cam ở trên các đĩa là như nhau và mỗi đĩa là gồm có 5 quả cam. Vậy chúng ta sẽ có phép tính nhân thích hợp đó là 5 x 4. Chúng ta nối với phép tính nhân 5 x 4 bằng 20. Ở mô hình thứ tư, các em quan sát thấy đó là những quả dâu được xếp vào các đĩa Mỗi đĩa chúng ta thấy có tất cả là 6 quả dâu Do đó chúng mình lấy số quả dâu của một đĩa là 6 Nhân với số đĩa là 3 Thì ta sẽ tìm được phép tính nhân thích hợp Đó là 6 x 3 bằng 18 Chúng ta sẽ nối với phép nhân thích hợp Như vậy vừa rồi ở bài tập số 1 đã giúp chúng mình củng cố về phép tính nhân Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Tính nhầm. Các em hãy quan sát bài tập số 2 là các phép tính nhân chia mà các em đã được học. Các em hãy vận dụng kiến thức mà mình đã được học được để chúng ta làm bài tập số 2. Các em hãy điền dấu bằng và kết quả vào các phép tính nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 2 nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính đầu tiên là 2 x 4. 2 x 4 bằng 8. Phép tính 2 x 8 bằng 16. Tiếp tục phép tính 2 x 7 bằng 14. Và phép tính tiếp theo đó là 2 x 9 bằng 18. Tiếp tục phép tính 5 x 3. Phép tính 2 x 7 cho chúng ta kết quả bằng 14 phép tính 2 x 9 cho chúng ta kết quả bằng 18. Phép tính 5 x 3 cho ta kết quả bằng 15. Phép tính 5 x 5 bằng 25. Phép tính tiếp theo 5 x 6 cho chúng ta kết quả bằng 30. Phép tính 5 x 8 cho ta kết quả bằng 40. Tiếp tục ý B. Phép tính 12 chia 2 cho chúng ta kết quả bằng 6. Và phép tính 16 chia 2 cho chúng ta kết quả bằng 8. 18 chia 2 cho kết quả bằng 9. 14 chia 2 cho kết quả bằng 7. 15 chia 5 cho chúng ta kết quả bằng 3. 20 chia 5 cho chúng ta kết quả bằng 4. 30 chia 5 cho chúng ta kết quả bằng 6. Và phép tính cuối cùng là 45 chia 5 cho chúng ta kết quả bằng 9. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tính nhầm các phép tính trong bài tập số 2. Ở bài tập 2 này củng cố cho các em về phép tính nhân chia mà các em đã được học đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Các em nghe cô đọc bài 3 và đọc thầm theo cô. Trong trò chơi ô ăn quan, mỗi ô có 5 viên sỏi. Hỏi 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi? Quan sát, đây là hình ảnh minh họa cho bài toán, đó là hình ảnh các bạn đang chơi trò chơi ô ăn quan đấy. Và quan sát bức tranh đọc thầm bài toán cho cô biết. Bài toán cho chúng ta biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết trong một trò chơi ô ăn quan và cho biết mỗi ô có 5 viên sỏi. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi như sau. 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi? Vậy khi ta đã biết số viên sỏi của một ô, Muốn tìm 10 ô như vậy thì ta sẽ thực hiện phép tính gì? Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em hãy giải bài toán vào vở ô ly giúp cô nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau giải bài toán nhé. Bài toán hỏi 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi? Chúng ta trả lời như sau. 10 ô như vậy có tất cả số viên sỏi là Phép tính ở đây là chúng ta lấy số viên sỏi của một ô nhân với 10 ô đó là 5 x 10 bằng 50 mở ngoặc viên đóng ngoặc Còn phần đáp số các em ghi rõ là 50 viên sỏi như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau giải xong bài tập số 3. Ở bài tập 3 củng cố cho các em về giải toán có lời văn. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống có dấu hỏi chấm. Để điền được số vào các ô trống có dấu hỏi chấm thì các em phải thực hiện các phép tính nhân chia theo chiều mũi tên. Lưu ý, mỗi một à, dãy phép tính chúng ta thấy gồm có hai lần dấu tính thì các em phải thực hiện theo quy tắc từ trái sang phải, lần lượt từng lần dấu phép tính nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập số 4 nào. Cô mời các em trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính đầu tiên 10 chia 2. 10 chia 2 cho chúng ta kết quả là bằng 5. Từ đó chúng ta lấy tiếp số 5 nhân 3. 5 nhân 3 cho chúng ta kết quả bằng 15. Tiếp theo ở ý B, phép tính đầu tiên là 2 nhân 10. 2 nhân 10 bằng 20. Chúng ta điền số 20 vào ô trống đầu tiên. Sau đó lấy 20 chia 5. Chúng ta được kết quả là bằng 4. Chúng ta điền vào ô trống cuối cùng. Tiếp theo phép tính 20 chia 2. 20 chia 2 cho chúng ta kết quả bằng 10. Và từ đó chúng ta lấy 10 chia 5 cho chúng ta kết quả bằng 2. Như vậy chúng ta đã hoàn thành yêu cầu của bài tập số 4 đó là điền số vào các ô trống còn thiếu ở bài tập 4 này cũng giúp chúng ta củng cố về các phép tính nhân chia mà các em đã được học đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.